chán lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi, ngồi viết tâm sự nhớ thương về quá khứ, chợt lên nét suy tư bao năm thầm kín cho thương ta áo tim. Những đêm sương lạnh nghe trái sầu sớt vào tim, thương rất nhiều mái tóc xòa bờ vai, tình cốt lớn nuôi chờ mong ôi quá dài, lòng vẫn u hoài chuyện mình đổi thay, đời ai biết được ngay. Chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế, nếu mai sau gặp xin cúi mặt làm ngơ. Thời gian có ngừng đây bao giờ, thương tiếc rồi sẽ làm buồn u ngơ. Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ, nhưng mỗi lần nhìn xuân về tương nhớ. Dạ vâng, quý vị đang trở lại với kênh của cửa hàng điện tử Hiệu Audio. Video test mic bãi Fire BF780, hàng bãi xịn tuyển chọn tại Hiệu Audio, đẹp 85-90%. Mọi chi tiết mua hàng xin liên hệ số điện thoại 0374684491. Kính chúc quý vị một buổi chiều nghe nhạc hạnh phúc, ý nghĩa và bình an. Thưa các bác, là hôm nay thì anh em thợ đi lắp dàn karaoke ở Ninh Bình, nên là một mình em ở nhà loay hoay quay video. Thì quay chất lượng nó không tốt, bởi vì là không tốt lắm, thì các bác thông cảm cho em nhé. Bởi vì là vừa quay vừa hát karaoke. Đấy, em ngồi với khoảng cách rất là gần, sát loa như thế này. Đấy, nên mở volume bé vừa phải, không mở quá to nha các bác nha. Đấy, cũng mở đủ hát đấy, quá ok luôn đấy các bác. Thưa các bác, là theo cái nguyện vọng của bác thì em đã về một cái lô mic Meyer hàng bãi xịn. Đó, hàng bãi xịn BS780 các bác nhá. Model đẹp 85-90%, còn nguyên tem mác, nguyên bản các bác nhá. Và tay mic của nó sẽ sử dụng với tay mic màu vàng gold 3D các bác nhá. Màu vàng gold 3D rất là đẹp. Này, màu vàng gold 3D các bác nhá. Đó, màu vàng gold. Đấy, các bác sử dụng những bộ mic âm thanh của gia đình thì cực kỳ sang trọng các bác nhá. Đó. Và mỗi một bộ này thì bọn em đã hàng tuyển chọn các bác nhá, chứ bọn em không ôm lô. Các bác nói lại với các bác là hàng tuyển chọn không ôm lô các bác nhá, hàng tuyển chọn từng bộ một. Đấy, tay mic nào vào đầu thu đó rồi. Đây. 19. Đó, tay mic nào vào đầu thu đó. Cực kỳ đẹp luôn. Và hàng bên em thì sẽ là những cái hàng tuyển chọn từ cục đẩy, vang số rồi mic này. Đấy, hàng tuyển chọn cực kỳ đẹp nha các bác nhá. Đấy, chứ không ôm lô. Một số bên thì người ta sẽ, anh em thợ điện tử thì người ta sẽ ôm lô sống chết về để có thể là sẽ mông má hoặc là tu sửa lại. Đó, thì giá thành nó sẽ mềm hơn. Còn bên Hiệu Audio thì nói thật luôn với các bác luôn, từ trước đến giờ thì các bác cũng thừa hiểu, bên Hiệu Audio chỉ là nhà phân phối, nhà bán hàng cung cấp thôi, chứ không sửa chữa về điện tử các bác nhá. Đó, nên là những cái hàng bọn em cũng phải tuyển chọn những hàng mà nó đẹp. Nó đẹp như thế này. Đấy, nó đẹp như thế này. Đấy, từ tay mic nhá. Và đi với đầu thu đây các bác đây. Đây là dòng đời mic đời cao các bác nhá, vỉ tím. Đó, như các bác cần biết là vỉ tím nó là vỉ chất lượng rồi của Bayer và BBS rồi. Đấy, nên là chất lượng âm thanh cực kỳ hay. Đấy. Một mình quay video nên là nó hơi vất vả một chút, các bác thông cảm giúp em. Đó, những cái ngoài này thì em sẽ không cắt đi đâu, không cắt đâu nhá. Các bác có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 0374681491 nhá, để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em nhá. Đây thì hôm nay em bốc
tạm vài bộ lên tầng thôi, mẫn bộ vài bộ lên tầng thôi, đó để quay video cho bác thôi. Còn cái lô hôm trước thì em đã quay video lên trước rồi, cái lúc mà hàng về đấy từ thùng xốp bóc ra đấy là gần 40 bộ thì bọn em chưa kịp quay test, bọn em chỉ có quay hàng về thôi, thì các bác thợ và anh em thợ cũng như các bác lẻ đã lấy là tầm khoảng 15 đến 17 bộ rồi. Đấy, giờ nó còn hơn 20 bộ nữa. Đấy, còn hơn 20 bộ nữa thì làm tiếp tục video cho các bác, bởi vì là về sau mà nó có những cái lô đẹp như thế này thì em sẽ em sẽ lấy tuyển chọn những cái hàng đẹp như này cho các bác nhá, sử dụng nhá. Đây cho các bác nhìn xung quanh. Đầu thu của nó cực kỳ đẹp luôn. Đây. Mặt trước đây các bác nhá. Quắc sáng đẹp, rõ ràng. Bayer BS780 nhá. Tem đây. Tem nguyên bản của nó các bác nhá. Nhiều bên các bác lưu ý giúp em nhá, nhiều bên nó sẽ bán hàng mới hoặc là người ta bán hàng mới hoặc là những cái hàng bãi nhưng mà mất tem thì người ta về dán lấy tem người ta dán vào. Đấy thì ở đây là thưa bác là hàng tuyển chọn thì nó sẽ nguyên bản như thế này các bác nhá. Nguyên bản, từng tay mic của nó đây, tay mic này của nó vàng gold 3D và bằng kim loại hợp kim các bác nhá. Đấy, mặt phay nhôm cực kỳ đẹp. Sang trọng, tăng giảm trên tăng giảm âm lượng này. Đấy, chế độ cài dò tần số đầy đủ hết nhá các bác nhá. Đây còn là em đã tháo sẵn tay mic đây. Tay mic ở trong này là củ nha các bác nhá. Củ nó sẽ đẹp như thế này. Tay mic đây, main vỉ nó có màu tím luôn nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, lô này thì đẹp, lẫy pin còn nguyên nhá. Lẫy pin còn nguyên. Đó, còn đầu thu đây. Đầu thu sẽ quay cho các bác cái đầu thu của nó, main vỉ, main rất là to các bác nhá. Bảng mạch vỉ tím rất là to. Gần như tràn full đầu thu rồi. Đấy, hai hộp sóng cực kỳ to và bắt sóng cực kỳ êm ấm. Dòng BBS thì dòng Bayer thì các bác thừa hiểu là chất âm của nó sẽ thiên về cái tiếng sạch, tiếng sạch các bác nhá. Tiếng nảy tiếng, độ nảy tiếng của nó cực kỳ tốt. Đấy và dễ hát các bác nhá. Đấy, còn sẽ có cả những cái dòng BBS các bác nhá. BBS này, đấy hàng tuyển chọn BBS đây. BBS đấy thì nó thiên về tiếng ấm, ấm một chút, còn Bayer này nó thiên về tiếng nảy tiếng này. Nó nảy tiếng. Hát rất là hay. Đấy. Hát không bao giờ sợ bị vỡ tiếng hay là như nào cả. Đấy. Cổng sau của nó sẽ có cả cổng Canon ra cho các bác chơi bàn mixer để chỉnh từng mic một. Đấy, hoặc là xây 6 ly chung cho hai mic. Đấy, sẽ có dâu nha các bác nhá. Phía sau sẽ có cả dâu. Dâu thì dâu này, chống năn này. Đấy, rồi 6 ly rồi nguồn đầy đủ hết. Bọn em sẽ tặng kèm đầy đủ cho bác về ăn chơi. Đó, rõ mic này. Rõ mic cực kỳ đẹp. Đấy, cho bác xem qua một chút về cái tai mic nhá. Đó, tai mic này các bác nha. Các bác cầm cái tai mic này cực kỳ đầm tay nhá. Cực kỳ đầm tay, đựng thì chất lượng luôn, hàng kim loại, bằng kim loại nhá. Và nó viền 3D. 3D nhìn rất là sang trọng, màu vàng gold này. Đấy, rất là chắc chắn các bác nhá. Các bác có phải cạo ở đây nó không xước được. Đấy, cạo ở đây nó không xước được. Đấy, cực kỳ chất lượng về cái mức cái độ sơn của nó cực kỳ là tốt. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Hàng tuyển chọn thì nó phải đẹp xuất sắc như này nhá. Ok chưa? Các bác có thể cắm vào đây, em đang ghép với đây mỗi một chiếc đẩy với những cái vang ATC và một đôi loa thôi. Không qua nâng tiếng, không qua lọc xì, không qua thiết bị vang số cao cấp gì cả. Đây là con chỉ là con cơ lai số đúng không anh nhá. Để ra để các bác ra chất âm thật nhất. Các bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại Zalo 0374680491 nhá, để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em nhá. Rồi ok, chào các bác ở video lần sau.